Thiên thần sử dụng những chiếc lông ma thuật. Nguyên liệu quan trọng nhất là để điều chế ra bụi mộng mơ. Chỉ cần có bụi mộng mơ, con người có thể đạt được bất kỳ điều gì mà họ mong muốn. Hôm nay ta phải săn được một thiên thần. Không được mắc sai lầm nữa. Lần này cũng không thoát được bàn tay của ta đâu, Sera. Tại sao thiên thần Sera lại bị đuổi? Tại sao con người lại cần mũi mộng mơ? Các bạn hãy like và subscribe kênh Wi-Fi Retail để tìm hiểu thêm nhé. Câu chuyện ngày hôm nay xảy ra ở vương quốc mãi xanh Evergreen. Trái ngược với tên gọi của nó, hệ sinh thái ở đây đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Con người chỉ tập trung khai thác cây rừng và săn bắn các loại động vật huyền bí. Chẳng thể chịu đựng được môi trường sống tệ hại. Con người ở vương quốc mãi xanh rút lui vào những giấc mơ đẹp. Thực ra thì chỉ có những người có điều kiện mới có thể mua được bụi mộng mơ mà thôi. Nhân vật chính của chúng ta là thiên thần Sera. Chủng tộc của cô thường xuyên bị con người săn đuổi. Con người thèm khát đôi cánh của Sera vì nó là thứ duy nhất có thể giúp con người thoát khỏi hiện thực. Tên thợ săn Zepet đang tràn đầy tự tin. Hôm nay hắn sẽ không ra về tay trắng. Nhưng thật may mắn cho thiên thần Sera, do vấp phải hòn đá mà cô né được tia sét nguy hiểm. Khi tên thợ săn Zepet đuổi đến nơi, hắn bất giác dừng lại. Trước mặt hắn là hoang mạc của di tích xưa cũ. Dù con mồi ở ngay trước mặt, Zepet cũng không dám xâm phạm vào nơi dễ đi khó về. Hoang mạc của di tích xưa cũ từng là một mảnh đất màu mỡ tốt tươi, là nơi mà con người, thiên thần và những sinh vật huyền bí chung sống trong yên bình. Dưới sự tàn phá của con người, vùng đất thanh bình giờ chỉ còn lại những đụn cát trải dài vô tận, những dòng sông chất thải độc hại và những rừng cây đột biến. Cứu giới! Ai đó cứu tôi với! Thiên thần Sera bắt gặp một chú ngựa một sừng đang dính bẫy trói ma pháp, không thể di chuyển được. Chiếc bẫy này là một trong những món quà lưu niệm mà nhân loại bỏ lại hoang mạc trước khi rời khỏi đây. Trong khi quan sát, Sera để ý thấy chú ngựa một sừng này rất đặc biệt. Chiếc sừng của chú ta bị gãy. Chỉ khi chắc chắn là không có ai ở xung quanh, Sera mới tiến đến hóa giải chiếc bẫy trói ma pháp, giải phóng chú ngựa gãy sừng. Sera định bỏ đi ngay lập tức, nhưng mà chú ngựa không thích thế. Bỏ ta ra! Ta xin ngươi bỏ ta ra, nếu không ngươi sẽ bị liên lụy. Sera luôn cô độc, do luôn bị săn đuổi, bất cứ ai làm bạn với cô đều bị vạ lây. Không, tôi muốn đi cùng bạn. Sera hoàn toàn bất ngờ. Thiên thần Sera thì gãy cánh, chú ngựa một sừng Buckley thì gãy sừng. Ở hoang mạc này, hai người họ đi cùng nhau sẽ an toàn hơn. Ngoài ra, nếu tìm được chiếc sừng của mình, Buckley có thể giúp Sera chữa trị đôi cánh của cô. Thiên thần Sera nhận ra ngựa một sừng Buckley thường xuyên gặp ác mộng. Cô sử dụng ma thuật của mình chui vào trong giấc mơ của Buckley. Tại đây, cô nhận ra Buckley cũng giống mình. Cậu cũng bị con người săn đuổi và cậu cũng cô đơn. Hiểu được nỗi lòng của Buckley, Sera ôm lấy cậu rồi xua tan cơn ác mộng. Lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài, cả Sera và Buckley mới có được giấc ngủ ngon. Nhưng thật không may. Hôm nay quả là một ngày may mắn của ta. Tên thợ săn Zepet đã đuổi kịp hai người. Lần này để chắc ăn, tên Zepet đã mang theo dây rối ma thuật. Hắn nhanh chóng tóm gọn Sera và Buckley. Bỗng trong rừng cây có tiếng động lạ. Đằng sau những tán cây có những cặp mắt đang dõi theo Zepet. Đột nhiên, những con quái vật xuất hiện. Chúng đánh gục Zepet và giải cứu Sera và Buckley.
Khi Sera và Sparkly tỉnh dậy, họ thấy mình đang ở một ốc đảo kỳ lạ. Những con quái vật áp sát khiến cho Sera và Sparkly sợ rằng mình sẽ bị làm hại. Hóa ra, những con quái vật đó là người bạch tuộc một mắt, người công, người rắn xanh. Những sinh vật huyền bí này là hậu duệ của cư dân hoang mạc di tích xưa cũ. Ban đầu họ chỉ là con bạch tuộc, con công hay những con rắn hiền hòa. Nhưng để thích nghi với môi trường độc hại thì họ buộc phải tiến hóa. Những người bạn mới chỉ cho Sera và Sparkly cách để sinh tồn trong hoang mạc. Người bạch tuộc có phép hút nước bẩn biến ra nước sạch. Người công có thể dùng đuôi mình làm quạt thanh lọc không khí. Người rắn xanh có thể biến lọc độc thành mật ngọt cung cấp dinh dưỡng. Trong khi Sera và Sparkly vui thích làm quen với những người bạn mới, thì gã thợ săn Zepert gặp nhiều khó khăn gian khổ. Gã chẳng còn nước uống và cũng chẳng còn đồ ăn. Không bắt được thiên thần thì đừng có mà giác mặt gì. Liệu thợ săn Zepert có vượt qua được cơn hoạn nạn này không? Kẻ xấu đôi khi cũng gặp may. Gã thợ săn Zepert được một người đàn ông lạ mặt cứu giúp. Người này là Ersor, một thợ săn chuyên hoạt động trong hoang mạc. Ersor chính là kẻ đã lấy đi chiếc sừng của ngựa một sừng Buckley. Có duyên mà gặp, hai tên thợ săn quyết định hợp tác với nhau. Hai gã thợ săn Zepert và Ersor nhanh chóng tìm thấy Sera và Buckley và nhóm bạn. Chúng tập kích bất ngờ khiến cho mọi người chẳng chống trả được. Sparkly cứu được Sera nhưng cậu nhanh chóng bị bắt lại. Sera và ba người bạn buộc phải bỏ chạy. Tại sao lại lấy sừng của ta? Nếu ngươi muốn chữa bệnh thì bảo ta một câu là được mà. Ersor lầm lì không trả lời câu hỏi của Sparkly. Trong lúc Sera và ba bạn người thú bỏ chạy, họ vô tình tìm được một di tích cổ. Bên trong di tích là một bông hoa pha lê ma thuộc. Sera tò mò chạm vào bông hoa pha lê. Đột nhiên bông hoa vỡ tan ra thành bụi. Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, trên mu bàn tay của Sera xuất hiện 5 ấn chú ma thuộc hình 5 cánh hoa kết lại. Di tích bất ngờ sụp đổ, mọi người hốt hoảng ôm lấy nhau. Sera vô tình kích hoạt năng lực ma pháp mới nhận được. Cô dịch chuyển tức thời bản thân và ba người bạn ra bên ngoài an toàn. Có lẽ điều kiện để dịch chuyển tức thời là Sera phải chạm vào mục tiêu và có mục đích đến cụ thể. Chúng ta hãy quay về cứu Sparkly thôi. Những người bạn thú hoàn toàn đồng ý với Sera. Họ cũng chìa tay ra chạm vào bàn tay của Sera. Ngay lập tức, Sera và ba người bạn được dịch chuyển tới chỗ của hai gã thợ săn. Lần này, nhóm bạn dễ dàng đánh bại hai gã thợ săn. Sera có phép dịch chuyển tức thời, không còn sợ tia điện của Zepert nữa. Những bạn người thú sử dụng thông thạo địa hình, nhanh chóng khống chế hai gã thợ săn Zepert và Ersor. Nhóm bạn giải thoát Sparkly và lấy lại được chiếc sừng của cậu. Sera cắm chiếc sừng lên đầu Sparkly, nó lành lại như chưa từng bị bẻ gãy. Nhóm bạn hết sức vui mừng vì đã giành chiến thắng, nhưng hai gã thợ săn thì khác. Tôi xin lỗi, tôi không phải là người xấu. Đúng vậy, chúng tôi không phải người xấu. Vậy tại sao các người lại săn đuổi Sera và ta? Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của người khác thôi. Đúng thế. Bây giờ thành phố con người đã bị ô nhiễm hết mức. Chúng tôi sống rất khổ mà cũng chẳng xin được việc làm. Vì vậy chúng tôi mới phải đi làm thợ săn. Chúng tôi thật sự không muốn săn đuổi các bạn. Nhưng nếu không làm vậy, chúng tôi sẽ bị chủ nhân trách phạt. Thôi hai người đừng nói nữa. Ta chẳng tin hai người đâu. Thôi nào Sparkly, mình không cần phải đôi co với họ. Cậu chữa lành đôi cánh của tớ được không?
Nhờ sự dịu dàng của Sera, Sparkly tha cho hai tên thợ săn. Cậu sử dụng năng lực ngựa một sừng của mình phục hồi đôi cánh gãy của Sera. Thực ra tớ có một bí mật. Đột nhiên, một nguồn năng lượng ma thuật khổng lồ phát ra từ đôi cánh của Sera. Thứ ma thuật đó mềm mại và ấm áp, khiến cho toàn bộ hoang mạc của di tích cổ xưa biến đổi. Cây cối mọc lên tùm xum xuê, ngay lập tức đơm hoa kết trái ngọt. Còn những dòng sông cũng được chữa lành, trở nên trong mát. Cuối cùng, một màn chắn ma thuật được dựng lên. Từ đây, chẳng kẻ xấu nào có thể xâm phạm nơi này nữa. Thiên thần bọn ta đã luôn sở hữu năng lực kỳ diệu, nhưng con người các ngươi quá ngu ngốc nên chỉ nghĩ được đến việc nghiền lông cánh của bọn ta thành bụi giấc mơ. Thiên thần bọn ta vốn cũng vì lo sợ lòng tham của các ngươi nên mới phải sống chui lủi, giấu kín sức mạnh thực sự. Nhưng giờ ta đã có những người bạn tốt, ta sẽ làm hết sức mình để bảo vệ họ. Tuy nhiên, ta cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. Sera đưa tay mình chạm vào tay của hai gã thợ săn, trao cho mỗi gã một ấn chú cánh hoa. Hả? Tại sao cậu lại làm như vậy? Tớ tin là ngoài kia vẫn còn những người tốt. Hãy quay trở lại đây khi các ngươi đã biết trân trọng vẻ đẹp của thiên nhiên. Hai tên thợ săn Zepet và Ursa nhanh chóng rời đi. Sera cùng Sparkly và những bạn người thú sống hạnh phúc bên trong khu vườn kỳ diệu. Ở vùng đất thần tiên nọ, có một nữ thần chim xinh đẹp tên là Eldora. Một nữ thần chim rất được người dân quý mến và kính trọng. Nàng sở hữu phép thuật ánh sáng, giúp cho cây cỏ đâm chồi nảy lộc, cũng như mang đến hơi ấm cho người dân trong thời tiết giá buốt. Vì vậy, nàng được coi là biểu tượng của vị thần hộ vệ ở nơi đây. Nên ngày tháng trôi qua, mọi người đều sống trong sung túc, đầm ấm. Tuy nhiên, một trận lũ lớn đến khiến cho mọi người trở tay không kịp. Vì để cứu toàn bộ mọi người không bị lũ cuốn đi, Eldora đã hy sinh một phần sức mạnh để tạo ra vòng năng lượng ánh sáng nhằm bảo vệ người dân. Trong lúc nàng bị đuối sức, nàng bị biến trở về dạng chim và trôi dạt theo dòng lũ đến vùng đất của con người. Khi Eldora tỉnh dậy, nàng thấy mình đang được chăm sóc bởi một chàng trai xa lạ ở trong một căn phòng lộng lẫy. Eldora cố gắng chạy trốn, nhưng vì sức lực không đủ nên nàng lại bị đuối sức và ngã xuống. Chim nhỏ, hãy ngồi yên đâu. Nếu không, vết thương của ngươi sẽ càng nặng thêm đấy. Còn đứng đấy làm gì nữa? Nhanh lấy thuốc chữa trị cho chim nhỏ, nhanh lên. Dạ, vâng, thưa hoàng tử. Còn ngươi nữa, hoàng tử Amrit ta đi. Vì thương tình số mệnh nhỏ bé của ngươi nên mới cứu mạng ngươi thoát khỏi dòng nước. Vậy mà ngươi vừa tỉnh dậy đã muốn trốn đi rồi. Và nếu ngươi vẫn gương bướng, không ngồi im để ta chữa trị, ta sẽ mặc ngươi cho thú quan bắt đi đấy. Tên này thật đáng ghét. Mở mồm ra là toàn lời cay nghiệt, lại còn nóng nảy với mọi người nữa. Để ta hồi phục lại sức mạnh, chắc chắn ta sẽ trừng phạt ngươi để trả thù cho mọi người. Có điều, những lời nói của Eldora lúc này chỉ như tiếng chim hót, nên tên hoàng tử lạnh lùng kia cũng không sao có thể hiểu được, và vẫn đến chăm sóc nàng đều đặn. Dần dần, Eldora nhận ra rằng, dù Amaris là người hành động nóng nảy, cọc cằn, nhưng bản chất bên trong lại là người tốt. Hơn nữa, vào mỗi đêm, nàng đều giật mình tỉnh giấc khi thấy Amaris gặp ác mộng, miệng lẩm bẩm nói ai đó đừng bắt mình đi, rồi choàng giấc trong nỗi sợ hãi. Thần sắc cũng trở nên u ám hơn. Những lúc đó, Amaris lại tìm đến chỗ của Eldora và tâm sự về sự sống và cái chết của đời người với nàng, như một cách làm tiêu tan đi nỗi sợ hãi hiện tại rồi thiếp đi. Dù ta không biết cơn ác mộng đó của chàng là về ai, nhưng ta mong rằng chút sức mạnh ánh sáng của ta
có thể giúp chàng có được giấc mơ đẹp. Coi như đây là món quà tạ ơn của ta đối với chàng. Vài ngày sau, vết thương trên người của Eldora cuối cùng cũng đã lành lại và nàng rất háo hức được trở về vùng đất của mình để thăm hỏi mọi người. Nhìn thấy Eldora có vẻ nôn nóng muốn được bay đi, Amaris liền vội vàng mở cửa sổ cho nàng. Ngươi cũng khỏe lại rồi và chắc hẳn nhớ gia đình ngươi lắm. Bất cứ khi nào ngươi muốn, hãy bay đi. Mặc dù Eldora rất chạnh lòng khi nhìn thấy khuôn mặt buồn tủi của Amaris, nhưng nàng cũng rất lo lắng cho người dân nơi quê nhà nên vẫn quyết định rời đi. Xin lỗi Amaris, ta chắc chắn sẽ không quên ơn chàng. Và nếu có cơ hội, ta sẽ quay trở lại. Sau khi Eldora trở về vùng đất thần tiên, nàng rất vui mừng khi biết mọi người đều bình an. Hả? Nữ thần Eldora cũng mạnh khỏe trở về là chúng tôi hạnh phúc rồi. Đó là nhờ ơn một người đã cứu giúp ta, nên ta mới có thể hồi phục sức mạnh mà về đây. Rồi Eldora kể cho mọi người nghe câu chuyện giữa mình và Amaris, cũng như nỗi lo lắng của nàng về những cơn ác mộng của Amaris. Các thần dân gật gù nhìn nhau và an ủi nữ thần của họ. Chúng tôi hiểu nữ thần vì sự an nguy của người dân nên mới vội vã quay lại vùng đất sau khi bình phục sức mạnh. Có điều, người xưa đã dạy rằng có ơn thì hãy trả ơn. Nên nếu nàng lo lắng cho Amaris đến vậy, nàng hãy mau trở lại thăm chàng ấy đi. Trong lúc nàng đi vắng, chúng tôi sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân và nơi này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau khi ta trả ơn cho Amaris, ta sẽ trở về và trong thời gian đó, ta vẫn sẽ để lại một nửa sức mạnh ở đây để bảo vệ mọi người. Eldora sau đó chia tay với mọi người và trở lại cung điện, nơi Amaris đang buồn bã chờ đợi chim nhỏ quay về. Lúc đầu, Amaris rất vui vẻ khi nhìn thấy Eldora, nhưng ngay lập tức chàng tỏ vẻ lạnh lùng và thờ ơ với nàng. Có điều Eldora đã quen với những lời nói và hành động này, nên nàng vẫn hiểu hoàng tử đang nghĩ gì. Vì mục đích là nhằm trả ơn Amaris, Eldora luôn âm thầm tìm kiếm manh mối về làn khói hắc ám xung quanh chàng lần đó. Tuy nhiên, Amaris cũng nhanh chóng nhận ra sự bất thường ở trong phòng mỗi khi chàng vắng mặt, nên một hôm, chàng giả vờ rời khỏi phòng và lén lút xem chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng, chàng bắt gặp được chim nhỏ đang biến thành một cô gái xinh đẹp, nên vội vàng giữ nàng lại để hỏi chuyện. Nàng là ai? Tại sao nàng lại hóa thành chim nhỏ và lục lọi phòng của ta để tìm kiếm thứ gì vậy chứ? Ta là nữ thần chim ở vùng đất thần tiên, và ta đến đây vì muốn trả ơn chàng đã cứu mạng ta trước đó. Bằng cách kiếm tìm ra làn khói hắc ám trong ác mộng của chàng xuất phát từ đâu, cũng như sẽ giúp chàng tiêu diệt nó. Nhưng ta cũng không muốn nàng bị liên lụy vào chuyện này, vì làn khói đó chính là thần chết, kẻ sẽ mang linh hồn ta đi vào vài ngày nữa khi ta tròn 18 tuổi. Thần chết ư? Hóa ra 15 năm về trước, cha Amaris, đức vua của nơi đây, vì muốn đánh bại đế quốc xâm lăng, bảo vệ cho những người dân, nên ông đã ký khế ước với thần chết và chấp nhận đánh đổi thứ mình ôm đầu tiên khi trở về cung điện cho cô ta. Đức vua nghĩ ra khế ước này quá hời, vì ông chỉ cần ôm ngay bức tượng ở sảnh cung điện là xong. Mà không ngờ rằng người con trai duy nhất của ông, Amaris, vì quá háo hức chờ cha trở về nên đã đứng sẵn ở sau cửa và ôm ông. Sau đó đức vua tìm gặp và van xin thần chết hãy tha mạng cho con mình. Thỏa thuận là thỏa thuận, và ta chưa bao giờ có ngoại lệ cho điều này. Hơn nữa, đứa con trai của đức vua còn rất thông minh, chắc hẳn sẽ là một tay sai đắc lực cho ta ở địa ngục. Đức vua vẫn một mực van nài.
Thậm chí ông còn đề nghị đánh đổi số tuổi thọ còn lại của mình sẽ là số năm Amaris còn được sống. Được, tuổi thọ của đức vua chỉ còn 15 năm, tương ứng là ngài Amaris tròn 18 tuổi. Ta sẽ xuất hiện và lấy đi linh hồn của Amaris như thỏa thuận rồi rời đi. Sau đó, thần chết biến mất trong làn khói và chờ ngày được mang linh hồn của Amaris xuống địa ngục. Vì biết được số mệnh ngắn ngủi của mình, từ đó Amaris luôn cư xử bất cần, lạnh lùng với mọi người vì chàng không muốn bất kỳ ai liên lụy và đau buồn về cái chết của mình sau này. Eldora nghe xong câu chuyện thì liền hứa với Amaris rằng nàng sẽ cố gắng đánh bại thần chết để lấy lại sinh mệnh cho chàng. Nếu là thần chết thì ắt hẳn cô ta sẽ rất sợ ánh sáng. Vì vậy ta sẽ dùng sức mạnh của mình để bảo vệ chàng. Ngay lập tức Eldora hy sinh phần sức mạnh ánh sáng còn lại của mình và đưa cho Amaris để làm vật bảo hộ. Chỉ cần chàng đưa mang chiếc vòng năng lượng này bên người, thần chết sẽ không thể bắt giữ linh hồn của chàng đâu. Nàng làm sao vậy? Có phải vì nàng truyền cho ta nguồn sức mạnh còn lại nên nàng mới yếu đi phải không? Nếu vậy ta không thể nhận đâu. Ta vẫn còn một nửa sức mạnh ở vùng đất thần tiên, nên chỉ cần về đó ta sẽ hồi phục được sức mạnh mà thôi. Với lại điều ta quan tâm nhất hiện tại chính là sinh mệnh của chàng. Vì vậy cái giá có là gì thì ta cũng sẵn sàng đánh đổi. Eldora, nhưng mà ta vẫn không thể. Không để Amaris có cơ hội trả lại sức mạnh cho mình, Eldora vội vàng rời đi. Eldora đã hy sinh vì mình quá nhiều, nhất định ta sẽ không phụ lòng nàng đâu. Đúng như Eldora suy đoán, dù Amaris đã tròn 18 tuổi, nhưng chỉ cần chàng còn giữ sức mạnh của Eldora bên cạnh mình thì thần chết không thể làm được gì. Có điều, Amaris vẫn lo lắng về dáng vẻ của Eldora lúc đó nên quyết tâm lên đường đi tìm nàng. Như nghe được lời nguyện cầu của Amaris, vật bảo hộ của Eldora dẫn đường cho chàng đến nơi nàng sinh sống. Dù phải vất vả vượt qua nhiều chặng đường gian khổ, Amaris vẫn không từ bỏ hy vọng tìm lại được Eldora. Khi gần đến nơi, Amaris nhìn thấy Eldora đang ngã gần vùng đất thần tiên nên vội vã đến ôm và hỏi thăm. Là vì trước đó ta đã trao cho chàng một nửa sức mạnh của mình, nên khi đợt bão tuyết này kéo tới, ta đã không còn sức lực nên mới gục ngã như vậy. Vậy ta sẽ đưa cho nàng sức mạnh ánh sáng để nàng mau chóng khỏe lại. À, từ từ đã Amaris, chàng hãy đặt nó xuống đất và để ta tự lấy. Ánh sáng này đang làm cho ta cảm thấy hơi đau đầu. Nhưng chẳng phải ánh sáng là biểu tượng cho sức mạnh của nàng sao? Đáng lẽ nàng phải vui vẻ đón nhận nó chứ. Chẳng lẽ nàng là... Eldora giả mỉm cười, hiện nguyên hình là thần chết và hóa ra xích dưới địa ngục, hướng về phía Amaris để bắt chàng. Xin hãy dừng tay lại. Eldora! Hóa ra Eldora thật đã nghe thấy những tiếng động kỳ lạ ở bên ngoài, nên nàng vội vàng đến xem và chịu hình phạt thay cho Amaris. Eldora, tại sao nàng lại làm vậy chứ? Vì trong khoảng thời gian ở bên chàng, ta đã yêu chàng, một người tốt bụng, ân cần, luôn giúp đỡ mọi người. Vì vậy ta chấp nhận hy sinh để đổi lại hạnh phúc cho chàng. Không, ta không thể để nàng bị thần chết mang đi được. Vì trải qua nhiều chuyện vừa qua, ta cũng nhận ra mình đã yêu nàng rất nhiều. Lúc đó những giọt nước mắt tình yêu mãnh liệt của họ rơi xuống, tạo ra một luồng ánh sáng rực rỡ và khiến thần chết bị đánh bật. Hả?
Tưởng chừng rằng mọi thứ đã êm xuôi, nhưng thần chết vẫn cố gắng hướng phép thuật về phía Eldora để tiêu diệt nàng. Có điều Amaris nhìn thấy được điều này nên hy sinh mạng sống để bảo vệ nàng. Cuối cùng ta đã có được linh hồn của hoàng tử Amaris rồi. Hãy mau nhanh chóng trở về địa ngục với ta nào. Tuy nhiên, thần chết lại không thể kéo linh hồn của Amaris xuống địa ngục được. Đó là vì tình yêu giữa Eldora và Amaris quá cao đẹp, nên linh hồn của chàng vốn đã nằm ở trái tim của Amaris và không thể rời xa. Tại sao? Giữa hai chủng tộc khác nhau, hai con người khác nhau, hai sứ mệnh khác nhau lại tồn tại một thứ liên kết chặt chẽ đến vậy chứ? Vì đó là tình yêu, một thứ rất thiêng liêng, sâu sắc, có thể đánh bại tất cả mọi khó khăn, gian nan, vất vả trong cuộc đời này. Hơn nữa, chính sự khác biệt của chúng ta đã khiến tình yêu này ngày một sâu đậm, không thể nào tách rời. Chứng kiến điều này, thần chết vô cùng ngưỡng mộ sự hy sinh đáng ngưỡng mộ của cặp tình nhân và trả linh hồn của Amaris được tự do. Cảm ơn hai người đã giúp ta hiểu được tình yêu của bạn thiết liêng đến như thế nào. Và ta mong rằng Amaris, hãy tiếp tục tích tạo phúc tạo để phúc, có thể để có thể sống trăm năm Eldora. Cuối cùng Amaris và Eldora cũng được ở bên nhau và hạnh phúc mãi mãi về sau. Cô gái kia có gì đặc biệt mà các loài động vật của cánh rừng già lại cùng nhau giúp đỡ cô ấy xây thuyền thế nhỉ? Nếu bạn tò mò thì theo chân Wildfrey theo nhé. Khi xưa, ở một ngôi làng nọ, có nàng Novan mồ côi, sống lủi thủi một mình. Novan mất cha mẹ từ nhỏ, ngày ngày cô phải lên rừng kiếm củi, bán sống qua ngày. Chính vì từ nhỏ đã phải làm việc quần quật, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nên nhìn Novan gầy còm, rách rưới vô cùng. Cả làng ai cũng xa lánh, không muốn thân thiết với cô. Đặc biệt là trưởng làng, lão ta lúc nào cũng hách dịch, gây khó dễ cho cô. Novan rất buồn bã, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho đến một hôm, Novan cũng lên rừng như mọi khi và thấy một con chim bảy màu rất đẹp đang mắc kẹt trong bẫy. Không những thế, còn bị một sợi dây buộc mỏ lại, không cho kêu. Thấy con chim tội nghiệp, Novan tiến đến tháo bẫy, giải cứu cho con chim và đồng thời tháo sợi dây ở mỏ chim ra. Cảm ơn cô đã cứu tôi, cô quả là một cô gái tốt bụng. Tôi không có gì nhiều để đền ơn cô cả, chỉ có một chút quà này mong cô nhận lấy. Chim đập cánh ba cái, lập tức dưới đất xuất hiện ba túi vàng đầy tặng cho Novan. Đồng thời chim cũng nhả vào tay cô một viên ngọc rất đẹp. Viên ngọc đó cô nhớ đem theo người, nó sẽ giúp ích cho cô. Tạm biệt. Từ khi Novan được chim tặng vàng bạc thì đã trở nên giàu có, khá giả. Cô mang tiền vàng đi giúp đỡ tất cả những người nghèo khó trong vùng và được mọi người yêu quý. Tuy đã trở nên khá giả, nhưng vốn tính chăm chỉ, Novan vẫn ngày ngày lên rừng kiếm củi để bán kiếm thêm tiền. Kỳ lạ thay, từ sau khi mang viên ngọc chim thần cho, Novan có thể nghe được tiếng động vật nói chuyện. Dạo đây cuộc sống thật sự khó khăn quá. Thợ săn ở gần đây thường xuyên vào đây săn bắt, khiến chúng ta cứ phải chui rút ẩn nấp suốt. Đúng vậy, chúng ta cứ phải ngày ngày sống trong lo sợ như vậy. Không hiểu sao họ lại sống ác thế. Trời, người làng tôi thực sự là quá đáng như vậy sao? Cô là ai? Tại sao lại nghe được chúng tôi nói? Cô cũng như họ, muốn hại chúng tôi đúng hay không? Không không, tôi không muốn hại mọi người. Tôi chỉ là tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện và muốn giúp đỡ hai bạn thôi. Cô định giúp chúng tôi thế nào đây? Như vậy đi, tôi cũng hay đi kiếm củi quanh đây. Sau này mỗi lần thấy mọi người đi săn bắn, tôi sẽ ném đá để báo hiệu cho các bạn, được không? Được, cảm ơn cô. Cô quả là người tốt bụng. Và thế là từ đó, cô nhanh chóng kết thân được với rất nhiều những người bạn động vật. Lại nói về ngôi làng nơi cô sống, trưởng làng vốn tính ích kỷ kiêu căng, nên khi thấy Novan trở nên giàu có hơn mình và dần dần được mọi người yêu quý, nên lão ta rất ghen tức. Lão ta đi theo Novan vào rừng và phát hiện ra Novan có thể nói chuyện với động vật. Mọi người tập trung nghe tôi nói đây. Con bé Novan mồ côi nghèo khổ bỗng dưng giàu lên nhanh chóng, mọi người có biết là do đâu không? Có phải là nó đi ăn cắp ở đâu hay không?
Không phải, ăn cắp thì còn đỡ, chuyện này còn đáng sợ hơn. Đáng sợ thế nào, ông mau nói đi, đừng làm chúng tôi sốt ruột. Tôi vốn nghi ngờ từ trước, nên dạo gần đây có đi theo dõi nó. Tôi thấy nó vào rừng và trò chuyện rơm rã cùng mấy con thú dơ bẩn. Tôi nghi là nó đã tu luyện phép phù thủy, vậy nên mới có thể nói tiếng động vật. Chúng ta phải sớm đuổi nó đi thôi. Nếu tiếp tục để thế này, sẽ có ngày nó quay ra hại tất cả chúng ta. Dân làng nghe vậy thì tin theo. Mặc dù Novan chưa hề hại ai, nhưng họ lập tức quy kết cô là người xấu, sẽ hại người và đuổi cô ra khỏi làng. Không, tôi không phải là người xấu, tôi không phải là phù thủy, mọi người hiểu lầm tôi rồi. Không những thế, họ còn cho rằng những người bạn động vật của cô cũng là những loài quái vật. Vậy nên họ không ngừng vào rừng săn bắt, tàn sát bừa bãi các loài động vật. Novan và những người bạn động vật của cô buồn bã chạy tiếp vào trong rừng sâu. Novan sống nhờ trong hang của người bạn hổ trắng và ngày ngày được voi và khỉ nâu tặng hoa quả cho ăn. Novan cũng đã dần quen với cuộc sống ở trong rừng. Novan, cô gái tốt bụng, dân làng cô quả là những người độc ác và mất nhân tính. Họ tàn sát muôn thú, họ khoái chí trước sự hoảng loạn sợ sệt của những loài động vật yếu thế. Họ xứng đáng bị trừng phạt. Thân là chim thần bảo vệ cánh rừng già, tôi sẽ giáng xuống một cơn đại hồng thủy để trừng phạt họ vì đã xúc phạm đến thiên nhiên. Tôi đến đây báo trước cho cô vì cô có ơn cứu mạng với tôi và vì cô là một người hiền lành lương thiện. Hãy mau mau cùng những người bạn của cô đóng một con thuyền lớn, có như vậy mới sống qua được đại nạn này. Cảm ơn chim thần, cảm ơn ngươi. Tôi lo lắng quá, tôi phải về báo cho dân làng thôi. Họ đối xử với cô như vậy mà cô vẫn còn lo cho họ sao? Nhưng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn mọi người gặp nguy hiểm. Thôi được rồi, nếu cô muốn thì cô cứ đi đi. Novan nghe xong ngay lập tức chạy về làng báo cho người dân. Nhưng người dân lại một lần nữa không tin và cho rằng cô chỉ đem đến tin xui xẻo, liền đuổi cô đi. Mọi người, tôi hết hy vọng với dân làng rồi. Họ không nhìn nhận được đúng sai. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng di thuyền như lời chim nói để tự cứu lấy mình thôi. Được, chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé. Novan ra sức chặt những thân cây to nhất, xẻ ra để làm ván tàu. Voi, hổ và khỉ cũng luôn ở bên cạnh để vận chuyển gỗ giúp cho cô. Họ cùng nhau gấp rút xây thuyền, nhưng do dân làng phát hiện ra nên ùa nhau đến phá, khiến thuyền của họ đã bị sập. Novan và những người bạn động vật lại một lần nữa phải nhặt những ván gỗ và kéo vào tiếp bên trong rừng sâu để tiếp tục xây thuyền. Họ gấp rút xây thuyền trong vòng 7 ngày 7 đêm. Đúng đến khi tấm ván cuối cùng được ghép vào thuyền thì trời nổi cơn giông bão, mây đen ung ung kéo tới, sấm chớp đùng đoàn, mưa bắt đầu rơi xuống nặng hạt, nước từ các con sông dâng lên cuồn cuộn. Novan và những người bạn động vật của mình nhanh chóng lên thuyền và được an toàn, lên đên giữa dòng nước dâng cao. Mưa ngày càng nặng hạt, nước dâng cao, nhấn chìm hết nhà cửa cây cối. Novan ngồi yên vị trên thuyền thì bỗng nghe thấy những tiếng kêu cứu thảm thiết. Cô ra bon tàu ngó xuống thì thấy những người dân làng cũ của mình đang lên đên chới với giữa cơn đại hùng thủy. Novan tốt bụng ngay lập tức quăng dây cho họ nắm lấy và kéo từng người lên, trong đó có cả lão trưởng làng. Mọi người được cứu lên tàu vô cùng mừng rỡ, cảm ơn Novan rối rít, đặc biệt là lão trưởng làng. Lão ta xin lỗi vì tất cả những việc xấu xa đã làm với Novan. Novan cười xòa và tha lỗi cho mọi người. Tất cả mọi người trên tàu đều cười vang, hạnh phúc cùng nhau. Cơn mưa kéo dài 2 tuần rồi cũng tạnh dần. Nước mưa rút dần, người dân cùng các con vật lần lượt xuống thuyền. Họ giúp đỡ nhau cùng xây dựng lại nhà cửa, dựng lại cơ nghiệp, cùng nhau làm lụng và phát triển. Họ bỏ hẳn những thói xấu ghen ghét ích kỷ trước đây, sống chan hòa với động vật hơn
và cùng chung sống hạnh phúc mãi về sau. Ngày xưa có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp tên Ariane. Thế nhưng nàng luôn cảm thấy phiền não vì đức vua và hoàng hậu chẳng bao giờ để nàng ra khỏi lâu đài. Hôm nay là sinh nhật thứ 17 của nàng. Mặc dù được nhận rất nhiều quà nhưng vẫn không khiến tâm trạng của nàng khá hơn. Tại sao ai cũng vui vẻ trong ngày sinh nhật của mình ngoại trừ mình? Hay là mình tự thử cho bản thân một món quà nhỉ? Thế là nàng tìm cách treo xuống từ ban công, rồi nhanh chóng chạy đến quảng trường để hòa vui cùng mọi người. Một lúc sau, đức vua và hoàng hậu cũng nhận ra sự biến mất của công chúa. Họ hốt hoảng lập tức đi tìm nàng. Khi mọi người đang vui vẻ thì từ trên trời một tên phù thủy đáp xuống trước mặt Ariane. Xem cô dâu của ta đã trưởng thành và xinh đẹp đến nhường nào. Cô dâu hả? Xin lỗi, tôi nghĩ ông có một chút nhầm lẫn ở đây rồi. Kéo lệnh, hãy để con gái ta yên. Xin chào bố mẹ vợ. Hai người vẫn khỏe chứ? Hôm nay con đến đây để đón vợ con về. Cảm ơn hai người đã chăm sóc tốt và chu đáo cho nàng ấy nha. Xin hãy tha cho con gái ta. Ngươi đã có rất nhiều vợ rồi, như thế vẫn còn chưa đủ với ngươi nữa hay sao? Đúng là ta có hai người vợ, nhưng mà nếu thêm một người vợ xinh đẹp như thế này á thì chẳng có vấn đề gì đâu. Ta sẽ không để ngươi đưa con bé đi đâu. Hãy nhanh rời khỏi đây. Đức vua à, ngài đã quên chuyện xảy ra với người con gái trước của ngài rồi hay sao hả? Người con gái trước? Con có chị gái sao ạ? Vậy là họ vẫn chưa kể với nàng hay sao? Thật là thiếu sót quá đi. Nhưng mà không sao, ta sẽ từ từ kể lại khi nàng ấy ở cùng với ta nha. Ta sẽ không đi đâu cả. Nàng không có quyền lựa chọn đâu. Dứt lời, hắn ta liền hóa phép toàn bộ những người xung quanh thành những loài động vật nhỏ. Ôi không. Bây giờ thì nàng đã suy nghĩ kỹ lại chưa? Ngươi. Bóng từ đâu một chú kiều lân xuất hiện, bay nhanh đến chỗ Ariane. Bám chặt lấy. Kỳ lân đưa nàng bay vút lên cao, thoát khỏi tên pháp sư. Bởi vì nàng quá xinh đẹp nên ta sẽ rộng lượng một chút. Nhưng ta chỉ cho phép nàng được dạo chơi trong vòng 2 ngày. Nếu không, nàng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại người già của mình một lần nào nữa đâu. Kỳ lân đưa Ariane bay liên tục trong đêm. Khi cảm thấy đủ an toàn thì họ mới dừng chân lại. Ta cảm ơn ngươi rất nhiều, nhưng ngươi là ai? Sao lại cứu ta chứ? Ta là Aonami, chị gái của em. Chị thật là chị của em hay sao? Hình dạng này lẽ nào là do keo lên? Đúng vậy. Năm xưa chiều sinh nhật lần thứ 17, hắn cũng đã đến và bắt chị làm vợ. Khi ta từ chối hắn, hắn đã quá phép ta thành một con kỳ lân. Sau đó ta biết được quyền từ ánh sáng có thể giải được lời nguyện đen tối, nên ta đã quyết định đi tìm nó. Vậy chị đã tìm ra quyền trưởng chưa? Quyền trưởng ánh sáng được tạo nên từ viên pha lê chân thành, thước đo của lòng dũng cảm và chiếc vòng của tình yêu. Ta chỉ mới tìm ra được một trong số đó thôi. Vậy còn những vật còn lại chúng ta có thể tìm thấy nó ở đâu hả chị? Chúng ở tận sâu trong cánh rừng đen, nơi sinh sống của một tên khổng lồ hung dữ. Ta đã thử qua đó nhiều lần rồi, nhưng cũng chẳng thấy gì. Lần này em sẽ đi tìm cùng chị. Hai người dù sao cũng sẽ tốt hơn một người mà. Thế là hai người quyết đi đến khu rừng đen. Họ tìm kiếm gần như cả ngày trời mà chẳng tìm thấy được gì. Bất thình lình, một tên khổng lồ xuất hiện chắn trước mặt và muốn bắt lấy hai người. Aonami có cánh nên có thể dễ dàng tránh né được. Thế nhưng Ariane đã bị tên khổng lồ bắt được. Hắn đưa nàng về nhà, nhốt nàng vào một chiếc củi lớn rồi đi chuẩn bị gì đó. Nàng nhìn quanh một lượt rồi nảy ra một kế hoạch.
thật đáng thương. Có lẽ cuộc sống của người ở đây vất vả lắm nên cơ thể mới ốm yếu thế kia. Người nói ta ốm yếu sao? Người có lẽ là kẻ ốm yếu nhất trong số những tên khổng lồ ta đã gặp. Họ có thể dễ dàng bẻ gãy một khúc củi lớn bằng tay không đó. Chuyện này đối với ta chỉ là một điều cỏn con thôi. Vậy ngươi có giật phăng được cánh cửa ra khỏi bản lề như họ vẫn thường làm không? Ngay lập tức tên khổng lồ làm theo không một chút chần chừ. Họ còn làm được gì nữa? Khá ấn tượng đấy. Nhưng còn một việc nữa mà có nói ngươi cũng chẳng làm được đâu. Nhanh nói cho ta nghe. Họ hay buộc mình vào cột sắt bằng một sợi xích lớn, rồi dùng lực để phá bung nó thành từng mắt nhỏ. Chuyện nhỏ này, hãy xem ta đây. Tên khổng lồ tự tin lấy dây xích sắt quấn cơ thể vào cục đá. Chỉ đợi có thế, Adrian dùng sợi đuôi băng buộc tóc của mình cột vào một mẩu cây nhỏ. Nàng dùng nó lấy chiếc chìa khóa được tên khổng lồ đặt cách đó không xa. Trong khi ấy, tên khổng lồ vẫn còn đang chật vật với sợi dây xích. Tạm biệt tên khổng lồ ngốc nghếch, ta đi đây. Ngươi lừa ta. Adrian chạy ra khỏi ngôi nhà. Bên ngoài người chị đang vô cùng lo lắng cho em. Adrian, em giữ an toàn. Nhưng làm sao em có thể thoát ra khỏi đó? Bằng một sợi đuôi băng à? Em thật là dũng cảm. Khoan đã, Adrian, em hãy đưa sợi dây truy băng lên cao hơn một chút. Như thế này sao? Adrian, sợi dây truy băng vừa bằng chiều cao của em. Lẽ nào đây chính là thước đo của lòng dũng cảm sao? Khi Aldami vừa dứt lời, sợi dây truy băng liền biến thành một chiếc gậy. Tuyệt vời, chúng ta chỉ còn chiếc vòng của tình yêu nữa thôi. Ta thấy em cũng đã mệt rồi. Chúng ta nên nghỉ ngơi để lấy lại sức. Ngày mai hãy tiếp tục tìm. Vâng thưa chị. Hai người đang ngồi xoay quanh bên đống lửa. Lúc này Adrian chú ý đến chiếc kẹp tóc của chị. Chiếc kẹp tóc của chúng ta thật giống nhau quá. Vì chúng là chính tay của cha mẹ đã làm nên để cho chúng ta đó. Lúc đó em chỉ mới làm ba. Và chúng còn có thể ghép lại thành một chiếc vòng đấy. Vậy mà em trước giờ em chẳng biết gì cả. Cha mẹ đã luôn yêu thương và dành cho chúng ta những điều tốt nhất. Trước giờ em luôn trách họ. Hóa ra họ là vì muốn bảo vệ em. Em nhớ họ quá. Chị cũng vậy. Kỳ lạ thay, khi giọt nước mắt của hai nàng cùng rơi xuống chiếc vòng thì nó liền phát sáng. Chiếc vòng tình yêu, đó chính là tình yêu mà bố mẹ dành cho chúng ta. Trừng ánh sáng, chúng ta làm được rồi. Nhưng làm sao biết được nó có tác dụng? Tất nhiên là chúng ta phải thử luôn chứ. Hỡi quyền trường ánh sáng, xin hãy giúp cho chị Aonami phá bỏ lời nguyền đen tối của Keo lên. Dứt lời, quyền trường liền phát sáng, biến Aonami trở lại thành một nàng công chúa xinh đẹp. Nó thật sự có tác dụng rồi. Chúng ta sẽ cứu được mọi người và chẳng còn phải sợ Keo lên nữa. Các cô dâu của ta, các nàng đã đi chơi quá xa rồi đó. Đã đến lúc quay về bên cạnh của ta rồi. Keo lên, ta đã có quyền trượng ánh sáng, ta không sợ ngươi nữa đâu. Quyền trượng ánh sáng, hãy giúp ta tiêu diệt Keo lên. Tiêu diệt Keo lên, trượng ánh sáng ra lệnh cho ngươi. Làm sao vậy nè? Rõ ràng vừa nãy nó có tác dụng mà. Tiêu diệt Keo lên, lúc nào cũng tiêu diệt Keo lên. Các ngươi khiến ta mất hết kiên nhẫn rồi đó. Không, chị Aonami. Nếu như các nàng chịu ngoan ngoãn theo ta thì bây giờ các nàng đã chẳng phải chịu khổ sở gì rồi. Ta vừa có tiền vừa có quyền lực, chẳng kẻ nào dám đắc tội với ta đâu. Giờ ta cũng đã hết hứng thú với nàng rồi, ta sẽ đi tìm một cô dâu mới.
con đang hãy trở thành một bức tượng và vĩnh viễn đứng ở nơi hoang vu này đi. Quyền trưởng ánh sáng, hãy giúp ta thanh tẩy linh hồn kẻ xấu và bẻ gãy những lời nguyền đen tối, giải thoát cho tất cả mọi người. Sức mạnh của quyền trưởng ánh sáng dần mạnh lên, lấn áp sức mạnh của Keo Len. Cuối cùng quyền trưởng của hắn không thể chống chịu được nữa, liền vỡ vụn ra. Keo Len không còn quyền trưởng, hắn cũng mất đi hết toàn bộ phép thuật của mình. Hả? Làm sao ngươi có thể làm được? Lúc nãy nó chẳng có tác dụng gì rồi mà. Ta cũng vừa mới học được cách sử dụng thôi. Quyền trưởng ánh sáng được tạo nên từ những điều tốt đẹp, nên chẳng thể nào sử dụng nó cho những điều xấu xa được, kể cả việc tiêu diệt ngươi. Còn khi ta mong cứu được mọi người thì nó mới có tác dụng đấy. Sau đó hai chị em đã được đoàn tụ cùng với gia đình, và họ có cuộc sống hạnh phúc từ đó. Còn Keo Len vì mất hết phép thuật cũng trở nên vô hại. Không, tên khổng lồ ngu ngốc, thả ta ra.